đang bài bát đúng không? Cái đàn quá hay luôn, lần đầu tiên thấy người Việt Nam giỏi vậy. Cái này không biết gọi đàn gì, đàn tre à? Rồi em đẩy on cái con này lên đi. Là không sử dụng ream đúng không? Với effect. Cảm ơn anh.